Những em bé cực ngoan và hiểu chuyện trong Vbiz. Bé Bo nhà Hòa Minji siêu ấm áp, tình cảm và thương mẹ. Sao chị nói thế? Về với Bo. Cho ăn yến nhé. Anh đổ chưa ạ? À? Đang sớm nhé. Đừng đi nữa ạ. Mới 4 tuổi đã biết rõ bố mẹ tuy không còn yêu nhau nhưng ai cũng yêu thương Bo. Thế Bo có biết là bố với mẹ bây giờ như thế nào không? Không yêu nhau nữa. À? Bố mẹ không yêu nhau nữa? Thế thì sao? Không sao hết. Bố mẹ rất là yêu Bo mà. Đúng rồi, Bo cảm nhận như thế là tuyệt vời luôn. Subel trưởng thành sớm, luôn yêu thương các em. Nhóc tì nhà sao Việt luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Mỗi đứa trẻ lại có một nét đáng yêu, hồn nhiên khiến khán giả ngưỡng mộ cách nuôi dạy con của các nghệ sĩ. Con trai Hòa Minji được nhận xét là có suy nghĩ như người lớn, con gái Ellie Trần rất thương và bảo vệ mẹ. Còn Subel nhà Hà Hồ thì chính xác là một cậu bé ngoan, một anh cả tuyệt vời của các em nhỏ. Bé Bo, con trai Hòa Minji. Sau cuộc tình 5 năm không thành, Hòa Minji một mình nuôi con. Cô luôn tạo cho bé Bo không gian phát triển tích cực, để bé tiếp xúc với bố và gia đình bên nội, dạy con thấu hiểu tình trạng gia đình để tránh bé bị sốc về sau. Bé Bo cũng cực kỳ hiểu chuyện và ngoan. Thậm chí bé còn thoải mái trả lời rằng bố mẹ không còn yêu nhau nhưng cả hai đều yêu thương bé và bé rất vui khi sống cùng mẹ. Cậu bé cực hồn nhiên và tích cực khiến mẹ Hòa cũng có thêm động lực để nỗ lực hơn cho con trai. Có mẹ là người nổi tiếng nhưng con trai Hòa Minji chưa từng khóc lóc, vòi vĩnh một cách thái quá, mà chỉ bày tỏ tình cảm bằng cách quấn quýt khi mẹ ở nhà. Bên cạnh đó, bé Bo cũng nhận được nhiều lời khen thông minh khi tiếp thu kiến thức nhanh chóng qua việc tự đọc sách. Có lẽ cậu bé cũng muốn trở thành người đàn ông mạnh mẽ để sớm bảo vệ mẹ. Bé Kedi Mộc Trà, con gái Ellie Trần. Ellie Trần từng phá đảo Facebook bằng hình ảnh chúc mừng sinh nhật con trai với nhan sắc tự nhiên không trang điểm. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, nữ diễn viên lại nhận phải rất nhiều bình luận ác ý chê bai khiến cô không vui nổi, thậm chí dùng hiệu ứng chỉnh cho mặt mình méo hẳn đi luôn. Khi đó hai bé con của Ellie Trần cũng nhận ra chuyện này. Hot girl một thời phải giải thích nhẹ nhàng với các con là mặt mình nhìn hơi lạ nên nhiều người thắc mắc. Và ngay lập tức bé Kedi Mộc Trà đã hỏi lại rằng, con thấy mami bình thường mà sao mọi người nói mami lạ. Câu hỏi ngây ngô nhưng vô cùng tâm lý của Kedi đã an ủi Ellie Trần rất nhiều. Cô bé tuy còn nhỏ nhưng đã rất thương mẹ. Hiện tại Kedi đã lớn hơn và cô bé còn giỏi hơn trước khi luôn phụ giúp mẹ việc nhà, tự chăm sóc mình, thậm chí còn luôn khích lệ mẹ mọi lúc mọi nơi. Subel, con trai Hồ Ngọc Hà. Subel là cậu bé sinh ra đã ngậm thìa vàng khi có bố là tỷ phú, mẹ là ngôi sao đỉnh đám. Thế nhưng sau đó bố mẹ chia tay và ai cũng đều xây dựng cuộc sống riêng cho mình ngay khi em còn khá nhỏ. Nếu như những đứa trẻ khác ở tuổi đó sẽ khó mà đón nhận sự thật này, thậm chí sẽ khó dạy, khó bảo và thậm chí nổi loạn, thì Subel lại không hề như vậy. Subel vô cùng hiểu chuyện, em sống hòa hợp cả với gia đình mới của bố lẫn gia đình mới của mẹ, yêu thương tất cả những đứa em của mình, chưa từng một lần nào có biểu hiện không ngoan hay phản kháng. Thậm chí là anh cả của 4 đứa em nhỏ, cậu bé còn trưởng thành trước tuổi, trông em, chơi với em rất đỉnh, giúp đỡ bố mẹ rất nhiều. Chính vì quá ngoan và hiểu chuyện nên Subel khiến không ít khán giả vừa khâm phục lại vừa xót xa.